Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Bây giờ trời đang rất lạnh và gió nên là tóc tai mình nó hơi bờm sờm. Mình đang trên đường đi phỏng vấn. Và hôm qua là thứ tư thì mình đã vừa thi xong cũng như là vừa mới thuyết trình xong. Thì đêm hôm trước đó là mình chỉ ngủ có 2 tiếng đi thi. Đi thi xong rồi chuẩn bị thuyết trình. Thuyết trình xong thì phải họp nhóm để viết báo cáo. Sau đó thì đi làm. Đi làm xong thì về đến nhà là khoảng 11 giờ, tắm táp xong là khoảng 12 giờ gì đó. Thì mình quá mệt nên là mình đã đi ngủ luôn. Rồi đến 7 giờ sáng hôm nay thì dậy để viết báo cáo. Tại vì cái hạn cuối cùng của báo cáo là 1 giờ chiều, hạn mà làm việc trong nhóm á. Thì mình viết xong cái phần của mình, nhưng mà khoảng tầm hơn 10 giờ á thì mình phải chuẩn bị để đi phỏng vấn. Thế là khoảng hơn 10 giờ ăn tạm rồi tắm táp xong chuẩn bị, rồi đi lên tàu điện ngầm thì ngồi làm nốt báo cáo, gửi xong báo cáo thì lúc đó mới có thời gian để học về công ty. Đây là sảnh chính của công ty. Mình vừa mới phỏng vấn xong rồi mọi người ạ. Mình không chắc chắn lắm nhưng mà câu hỏi thì cũng như mọi khi thôi, đó chính là giới thiệu bản thân và có biết gì về công ty không, rồi đã có những kinh nghiệm gì ở Hàn Quốc rồi ra sao, kiểu đó, mấy cái dạng như thế. Cũng câu hỏi đơn giản thôi. Và vào phỏng vấn cùng với mình thì có một bạn nữa, cũng là người Việt Nam. Hiện tại là hình như chỉ đang tuyển người Việt Nam. Cái thông tin này là do mình tìm được ở trên Facebook á. Mình thấy có bạn up ở trên Facebook á thì mình gửi mail đăng ký thôi. Đây là tập đoàn Daewoong Tae ạ. Sắp tới là đang tính phát triển ở thị trường Việt Nam nên là tuyển nhân viên Việt Nam thì phải. Nhưng mà buổi phỏng vấn lần này thì không căng thẳng như những buổi khác, tại vì kiểu như là sao ta, phỏng vấn có tất cả là 4 người, thế nhưng mà chỉ có 2 người hỏi thôi, còn lại 2 bạn khác thì chỉ ngồi nghe. Có 2 bạn trẻ măng à, còn lại là 2 người lớn tuổi hơn. Đây chính là ga Bông Ân Sa. Đây là đồ mình mặc để đi phỏng vấn. Mọi người đừng quan tâm đến cái đống húng ở đằng sau nha. Đó là quần áo mà em trai mình mặc để đi làm đó. Đây, lúc phỏng vấn thì sẽ như thế này nè. Thế là mình đã chuẩn bị xong món lẩu. Yeah, 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 yeah. Đăng up video cho mọi người nè. Nhưng mà phải tầm 50 phút nữa cơ. Oh yeah. Còn đây là mì. Đó chính là em thịt bò. Đêm ngủ ngất người. I see you falling for the darkness. Would you let me in? I'll be the one if you need guidance. If you can't breathe. Hôm nay là thứ 6 và ngày hôm qua mọi thứ mình đã kết thúc ở trường học rồi. Mình không còn phải đi đến trường nữa. Rất là hạnh phúc. Cảm thấy là ngày hạnh phúc nhất sau hơn 3 tháng trời, sau 4 tháng trời. Dã man. Cho dù là kết quả nó không được cao cho lắm, tại vì có một số môn thì đã có kết quả điểm rồi, nhưng mà điểm mình thấp hơn kỳ giữa kỳ rất là nhiều. Teo rồi các bạn ạ. Kỳ này mình chắc chắn là mình sẽ teo rồi. Còn bây giờ mình đang đi trên đường đến trụ sở của quỹ học bổng JKL để tham gia cái lễ tổng kết cuối năm. Và có một tin rất vui, đó chính là hoạt động của nhóm mình đã được giải xuất sắc nhất. Yeah. Đây là khu Shinnonhyun thuộc Gangnam, là một trong những khu rất là đắt đỏ và sang chảnh. À, hôm qua sau khi mà ăn uống xong ấy thì mình đã đi xem phim Baek Doo San, phim mà có Lee Byung Hun với cả Suji.
Mình thấy phim cũng bình thường, cũng ok, không có nên nỗi nhé. Tệ lắm, ô quán cà phê đây xinh chưa này. Ý. Mùa hè ngồi đây thì tuyệt vời. Không đến nỗi là xuất sắc lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi là quá tệ, có thể xem được. Sau đó thì đi về và tính là ngủ sớm, nhưng mình lại cảm thấy sao ta có một cái gì đó tiếc nuối. Tại vì ngày hôm sau mình không thể dậy sớm nữa, và mình cũng không thể học ôn thi gì nữa. Thế là mình đã dành thời gian để xem drama. Kết quả là 4 giờ mình đi ngủ. Trong khi lẽ ra hôm nay cái kế hoạch của mình là khu này có rất là nhiều nhà hàng quán rất là xinh. Trong khi kế hoạch của mình ngày hôm nay là dậy sớm và đi cắt tóc cho xinh đẹp dạng người, xong rồi mới đi tham gia cái này, cuối cùng mình đã dậy rất là trễ. Nắng đẹp quá này, thích ơi là thích. Hi hi. I see you falling for the darkness. Or would you let me in? If you need if you can't breathe. Now we're heading for the summer. We are done with fallen leaves. So call your sister and your brothers. And let's pick up every piece. No rainy days. The fog will clear away. No more time to save. Life is such a blessing. Oh, life is filled with mystery. Rainy days, the fog will clear away. 그동안 정말 지금으로 선발돼서 쭉쭉기도 했겠지만, 또 그만큼의 활동까지 준비를 하시느라고 너무 고생하셨습니다. 전화톱이 보통은 그냥 주기만 하고 끝나는 거지만, 그거보다 감사합니다.
다음으로는 문화상품권 5만원 주어서 감사합니다. 잠시 30분 유학생들을 위한 한국 전문 생활 전문 강의를 모신 말을 전하는 성조입니다. 유아상품권 15만원 주어서 세번째끼리 맛있는거 제품권 하시면 됩니다. 최우수상은 릴라버드님의 진행한 사조입니다. 저희가 이 5가지 카테고리에 맞춰서 발표를 진행하도록 하겠습니다. 저희 3조의 활동명은 어서와 한국 유학은 처음이지 라는 제목으로 진행을 했는데요. 다학생 4명, 총 8명이 힘을 합쳐서 진행한 액티비티였습니다. 우리 친구 오랜만이에요. 해보지, 뒤에.